là cao hương đó chính là khi mà nó lớn đủ cái tầm của nó sẽ ra một cái bì, cái bông, thì cái bông đó nó sẽ tỏa một mùi hương ngang ngát nên người ta gọi đó là. Thì hôm nay Hoa Kỷ Hùng Thi tiếp tục giới thiệu với mọi người một số loại cao mà Hoa Kỷ Hùng Thi đang cung cấp nha. Đây, trước mặt quý anh chị đây là cây cao hương đây. Cây cao hương rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Rất khỏe, rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. Xanh mướt, phát triển rất là tốt luôn. Đó thì bạn có thể giúp mình tại sao là cái cao này được gọi là cao hương không? Nó được gọi cái là cao hương đó chính là khi mà nó lớn đủ cái tầm của nó sẽ ra một cái bùi, cái bông, thì cái bông đó nó sẽ tỏa một mùi hương ngang ngát nên người ta gọi đó là cao hương đó bạn. Và nó sẽ được trồng ở đâu thì thích hợp nhất á? Cao hương này thì mình thấy xung quanh mọi người trồng rất là nhiều, ở trước cửa nè, ven ở cái công viên, cái sân vườn nhà khách, hoặc là ở những cái vỉa hè bạn hay đi, bạn thấy là người ta sẽ trồng nguyên một luống, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Rồi bên mình còn cung cấp những loại cao nào khác không? Thì ngoài cao hương này ra thì bên mình còn cung cấp cái loại cao đuôi chồm như thế này nha bạn. Đây, cao đuôi chồm lớn, cây lớn ở trong nè bạn ơi. Càng rất là đẹp, rất là chắc khỏe, xuất đi thì bạn cứ yên tâm về vấn đề ha. Đây, đẹp lắm. Cây rất là khỏe mạnh, rất là chắc chắn luôn, mới xuất đi cho khách yên tâm nha. Rồi thì những cái mặt hàng ở đây là mình trồng dưới đất hay là sao bạn? Cái mặt hàng này thì Hoa Kỷ Hùng Thi đã tập kết về và giam ủ sẵn cho mình ở trong vườn của Hoa Kỷ Hùng Thi hết rồi. Thì mình giam ủ như thế này đây, thì mình về mình cứ đào lỗ vừa cái kích thước của nó thì mình hạ cây xuống mình trồng thôi nha bạn. Thì cây phát triển rất là tốt, rất là khỏe luôn. Rồi, mình còn loại nào nữa không? Thì mình giới thiệu luôn cho đây, mọi người cũng biết ha. Thêm một loại nữa đây là trên đây tay mình luôn. Đây là cao ăn trầu nè bạn ơi. Đây, cây rất là khỏe luôn nè, bạn quay cho khách coi nha. Cao ăn trầu rất luôn. Là xanh luôn. Đúng rồi, cây rất xanh, rất là đẹp luôn. Tại vì cái hàng giam ủ này thì về phải dưỡng như nào cây tốt, cây xanh, cây khỏe thì mới xuất đi cho khách. Rồi, thì bạn có thể giới thiệu thêm về các mặt hàng mà bên Hoa Kỷ Hùng Thi cung cấp, chẳng hạn như cỏ, hoặc là cây công trình có hoa, hay là công trình che bóng mát gì không bạn? Thì ngoài cung cấp Hoa Kỷ Hùng Thi cung cấp những loại cao như thế này thì Hoa Kỷ Hùng Thi còn nhận cung cấp tất cả các loại cỏ thảm, cỏ dung nhật, cỏ đá rừng ta, cỏ đá rừng thái, cỏ đậu phộng, cỏ xuyến chi và vân vân, rất là nhiều mặt hàng khác để cho mình lựa chọn. Rồi. Và những cái mặt hàng cây công trình có hoa như là cái gì bạn? Cây công trình có hoa thì có rất nhiều nha bạn, như là trang thái, trang tháp, trang leo, hồng tiểu muội, hồng siêu bông và kim đồng nè, cây châm ổi nè, cam ổi ngũ sắc, và có rất là nhiều màu khác nhau để cho mình lựa chọn luôn. Mình cũng thấy là bên đây là cũng chuẩn bị ra một số cây công trình lớn đúng không ạ? Đúng rồi, đây sẵn đây thì em giới thiệu đến với khách nha. Em đang chuẩn bị ra một lô này cho khách đây. Các bạn biết cây này là cây gì không? Bàn đài lon nha cả nhà. Đây, một lô bàn đài lon rất là đẹp luôn. Đây, chuẩn bị em đang cẩu lên xe cho khách đây quý vị. Rất hàng, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Rút bụi. Đây. Rồi, khoan vũ kệ anh làm mời cái xứ ra. Rồi. Đâu, trước qua thì qua đây thì các bạn cũng đã biết về các mặt hàng cao kiển đủ loại như là cao hương, cao đuôi chồm, cao sâm banh, cao vua, cao bụng trắng ha, cao ăn trầu mà bên Hoa Kỷ Hùng Thi cung cấp ha. Và hiện tại là chuẩn bị giao lên xe đây. Đó. Anh chị cần thì cứ liên hệ vào số hotline 0918 708 965 nha. Và bạn ơi, thì có một số anh chị muốn hỏi là mình muốn tham khảo thêm thì mình có thể vào những cái nơi nào để chúng ta tham khảo nha. Thì ngoài những cái like này ra thì Hoa Kỷ Hùng Thi còn tạo ra một cái trang YouTube đó là Hoa Kỷ Hùng Thi Vlog. Thì quý anh chị có thể vào trang đó để mình truy cập, để mình coi những cái clip mới nhất, hay nhất và đăng tải lên rất là nhiều luôn, để cho mình dễ lựa chọn những cái món mà mình muốn mua và mình muốn yêu thích, để mình muốn xem và tìm hiểu kỹ về nó nha bạn. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ rồi, thì buổi chiều hôm nay Hoa Kỷ Hùng Thi giới thiệu đến mọi người một cái số loại cao cũng như là hàng công trình mà tụi em đang lên cho khách. Thì bây giờ hả? Dạ bây giờ.
Dạ, bây giờ thì Hoa Kiều Ông Thi tụi em xin tạm dừng cái clip tại đây và chúc mọi người một buổi chiều thật là mát mẻ, vui vẻ, sảng khoái và luôn luôn hạnh phúc bên người thân cũng như là gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.